xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Khi mà chúng ta sinh ra một doanh nghiệp thì cũng giống như chúng ta đẻ ra đứa con, và chúng ta rất mong chờ rằng đứa con của chúng ta được khỏe mạnh và nó phát triển để có thành tựu. Vậy thì khi chúng ta sinh ra một doanh nghiệp cũng vậy, thì chúng ta mong muốn rằng doanh nghiệp của chúng ta bền vững và phát triển. Nhưng không dễ để làm được điều đó nếu như không xây dựng hệ thống ngay từ đầu. Và trong một phần thời gian rất ngắn này, tôi xin chia sẻ một chút để các anh chị xây dựng hệ thống. Vậy thì đối với một doanh nghiệp, khi các anh chị trở thành một CEO thì bao giờ làm một doanh nghiệp, các anh chị cũng trải qua bốn cái bước căn bản. Một là phải đặt mục tiêu cho doanh nghiệp của mình. Hai là các anh chị làm công tác chuẩn bị những gì để mà giúp cho doanh nghiệp của mình đạt được cái mục tiêu mà mình mong muốn. Sau đó thì các anh chị vận hành doanh nghiệp. Và cuối cùng thì chúng ta trong quá trình vận hành thì doanh nghiệp có những căn bệnh mà chúng ta cần phải xử lý, thì đó chính là phần sửa chữa doanh nghiệp của mình. Vậy thì làm thế nào mà chúng ta xây dựng được một hệ thống nó bài bản và giúp cho chúng ta thoát ra khỏi thì cái việc mà chúng ta phải lăn lộn cùng với hệ thống, mà chúng ta vẫn nhìn thấy tổng thể sức khỏe của doanh nghiệp, thì bài toán hôm nay tôi sẽ chia sẻ khoảng vài phút để các quý vị nhìn thấy. Vậy thì việc số 1 đầu tiên đó là mục tiêu. Vậy thì bất cứ ai sinh ra một doanh nghiệp thì chúng ta đều mong chờ doanh nghiệp ấy khỏe. Nhưng khái niệm sức khỏe của mỗi anh chị là khác nhau. Có người bảo khỏe là bê được cái cuối đá lỗ, có người bảo khỏe là phải làm ra rất nhiều tiền, đó là khỏe về mặt trí tuệ. Vậy thì tôi bàn về câu chuyện mục tiêu này thì thường là các doanh nghiệp cũng chỉ có bằng này mục tiêu mà thôi. Mục tiêu đầu tiên là các anh chị quan tâm đến phần lợi nhuận. Mục tiêu thứ hai là các anh chị quan tâm đến phần doanh số. Mục tiêu thứ ba là các anh chị quan tâm đến phần thị trường. Và mục tiêu thứ tư, các anh chị quan tâm đến sự bền vững, tức là cái xu thế của những cái kinh doanh của mình, liệu nó có bền vững hay không. Thì bốn cái biến này thì phần lớn là chúng ta quan tâm đầu tiên. Thì đây là những cái biến số mà các anh chị cần phải làm rõ mình muốn gì trong bằng này, cái trọng số theo đúng cái cảm xúc của anh chị. Thì chúng ta cần phải ngồi làm rõ với nhau cái câu chuyện này. Và đây là bệnh mà các CEO không thảo luận với chủ tịch hội đồng quản trị hay là nhà đầu tư, dẫn tới mâu thuẫn trong cái việc mà không biết thế nào là đạt được mục tiêu của ông chủ đầu tư, dẫn tới xung đột trong cuộc sống. Thì cái này phải làm được. Vậy thì việc thứ hai, sau khi đã thống nhất về mặt mục tiêu rồi thì bước thứ hai là chúng ta chuẩn bị để thực hiện cái mục tiêu này. Thì trong cái bước chuẩn bị này có hai cái bước mà chúng ta quan tâm. Bước thứ nhất là chúng ta tập trung vào chiến lược, và bước thứ hai chúng ta tập trung vào nguồn lực để chuẩn bị cho cái việc đẻ ra một đứa con, đó là doanh nghiệp. Vậy thì chiến lược ở đây chính là gì? Thì việc đầu tiên khi các anh chị làm một doanh nghiệp thì chắc chắn là câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm, chúng ta bán sản phẩm gì? Và sản phẩm này thực sự có nhu cầu không? Thị trường có nhu cầu hay không? Và nếu có nhu cầu thì khách hàng của chúng ta là ai? Và cái này hay chúng ta hay gọi là phân khúc khách hàng. Vậy thì làm được cái câu chuyện sản phẩm này thì sau đó chúng ta mới quan tâm đến, vậy thì từ cái khách hàng mà mục tiêu của chúng ta là ai, thì chúng ta mới xác định được những cái thị trường mà chúng ta sẽ triển khai vào thị trường này. Nhưng không phải cứ sản phẩm của chúng ta khách hàng có nhu cầu mà chúng ta triển khai vào thị trường ấy đã thành công, bởi vì nó còn rất nhiều biến. Cái biến mà chúng ta buộc phải nghiên cứu đó là nghiên cứu giữa ta và đối thủ. Thế thì nghiên cứu giữa ta và đối thủ thì chúng ta sẽ phải nghiên cứu cái gì? Việc đầu tiên đó là chúng ta phải so sánh được cái dòng sản phẩm của ta với đối thủ. Nếu như mình là một cô gái đẹp nhưng đối thủ là hoa hậu thì bạn cũng vẫn không có cửa. Nhưng nếu mình là một người bình thường thôi nhưng đối thủ là Thị Nở thì ta vẫn còn cửa. Và thậm chí nếu ở trong thị trường đó mà chưa có bất cứ một đối thủ nào, tức là sản phẩm của chúng ta là một sản phẩm hoàn toàn mới, thì chúng ta là Thị Nở, chúng ta vẫn đắc trở như thường. Vậy thì việc chúng ta so sánh sản phẩm này để giúp xem là thực sự sản phẩm này vào thị trường này có gặp phải đối thủ cạnh tranh nào không, và nếu từ đó thì chúng ta mới biết thực sự mình hơn đối thủ ở chỗ nào, để tránh tình trạng nói xấu đối thủ, để chúng ta biết rõ đâu là điểm mạnh của chúng ta, và nó mới hình thành được chiến lược bán hàng và giúp cho sale có được cái key để bán hàng. Sau đó chúng ta còn phải, mặc dù sản phẩm của chúng ta tốt hơn nhưng chúng ta vẫn phải kiểm tra xem mô hình phân phối, bởi vì với mỗi một loại sản phẩm khác nhau thì mô hình phân phối là khác nhau, và mô hình phân phối này ảnh hưởng vô cùng lớn đến chiến lược bán hàng của chúng ta.
Vậy thì mô hình phân phối của đối thủ là gì? Và chúng ta chọn mô hình nào? Nếu chúng ta mạnh hơn đối thủ thì chúng ta có thể là gì? Đi cùng một mô hình. Nhưng nếu như chúng ta khác đối thủ thì có thể chúng ta chọn một mô hình khác, nó phải tối ưu hơn thì chúng ta mới có cơ hội để chiến thắng đối thủ trên cái thị trường đó. Vậy thì cái việc mà dùng sản phẩm nào để tạo ra mô hình gì và mạnh hơn đối thủ thì cái câu chuyện này là chúng ta sẽ phải nghiên cứu, mỗi CEO đều phải nghiên cứu. Và sau đó chúng ta mới bàn đến là những cái điểm mạnh và điểm yếu. Cái này nó liên quan đến nguồn lực, chút nữa tôi sẽ nói về nguồn lực. Vậy thì đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của ta với của đối thủ? Thì trên cơ sở nghiên cứu được ba cái này xong thì chúng ta biết chúng ta phải đối mặt với ai. Sau khi xác định được đối mặt với ai xong thì chúng ta còn phải đánh giá về mặt xu thế thị trường. Nếu như chúng ta đánh giá được thị trường chung nó sẽ phát triển như thế nào và thị trường ngành nó phát triển như thế nào ở cái thị trường khu vực đó, thì chúng ta mới xác định được rằng đâu là thị trường xu thế. Và từ đấy thì chúng ta mới xác định được, liệt kê ra một cái danh sách là thị trường ưu tiên 1 đến thị trường ưu tiên N. Vậy thì từ đây thì chúng ta mới xác định được là chúng ta phải chiến đấu nhanh hay chậm. Nếu như chúng ta có nguồn lực tốt và cơ hội tốt thì chúng ta có thể phủ trên tất cả các thị trường ở các tỉnh nếu như chúng ta mong muốn, mà chúng ta có đủ nguồn lực. Còn nếu mà chúng ta nguồn lực chúng ta yếu thì chúng ta có thể đi chậm. Đấy là sinh ra chiến lược nhanh hay chậm, thì chính là việc nghiên cứu thị trường này. Thế sau đó trên cơ sở này thì các anh chị mới xác định được cái mô hình phân phối, mô hình phân phối sản phẩm này vào thị trường thì chúng ta chọn mô hình phân phối nào. Và với mỗi một mô hình phân phối khác nhau thì chúng ta thấy nó có hai cái yếu tố tác động ghê gớm. Đó là một là kéo khách hàng, tức là kéo khách hàng tiêu dùng đến với sản phẩm. Và cái thứ hai là đẩy sản phẩm đến với hệ thống đại lý. Vậy thì từ đây cái gì sẽ tạo ra cái biến để kéo khách hàng đến, thì có hai cái biến mà rất là quan trọng. Đó là cái biến truyền thông, và biến thứ hai đó là biến marketing. Còn đẩy sản phẩm đến hệ thống thì phụ thuộc rất nhiều vào hai cái biến là nhân lực, nguồn nhân lực kinh doanh để đẩy sản phẩm xuống với đại lý. Và đặc biệt yếu tố thứ hai đó chính là chính sách. Vậy thì chúng ta với mỗi một mô hình phân phối khác nhau thì chúng ta lại phải xác định biến nào là biến quan trọng trên mô hình phân phối này. Vậy thì sau khi các anh chị nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu thị trường, xác định được khách hàng mục tiêu chúng ta là ai, thị trường mục tiêu chúng ta là ai, mô hình phân phối của chúng ta là gì, và cái key để đẩy cái mô hình phân phối này là gì, thì chúng ta xong được cái bước chiến lược. Nhưng chưa hết, bởi vì toàn bộ hệ thống chiến lược này của chúng ta nằm trong một cái vòng KIKO, đó là cái vòng pháp lý của nhà nước. Vậy thì chúng ta phải bàn đến câu chuyện pháp lý có thay đổi không? Nếu thứ nhất là chúng ta có phù hợp về mặt pháp lý không? Và thứ hai, pháp lý nếu thay đổi thì hệ thống của chúng ta bị ăn đòn ra sao? Vậy thì ở đây chính là rủi ro về mặt pháp lý. Tất nhiên còn rủi ro yếu tố thứ hai là nếu như đối thủ họ quá mạnh về mặt nguồn lực, họ ra đòn mạnh mẽ với chúng ta, thì liệu chúng ta có chịu đựng được không? Thì từ đó các anh chị mới xác định được tất cả các rủi ro để xây dựng một chiến lược nó mang tính khả thi thôi, chứ chưa nói là thành công được. Vậy thì sau đó chúng ta mới kiểm tra tiếp về mặt nguồn lực, thì chúng ta sẽ kiểm tra cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra về mặt nguồn lực. Vậy khi mà triển khai thì chúng ta bắt đầu lập được, có chiến lược rồi thì chúng ta lập được kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh chính là việc chúng ta đưa sản phẩm đến với khách hàng, đây là điểm xuất phát. Và làm thế nào đó chúng ta đạt được mục tiêu. Vậy thì mục tiêu này chính là mục tiêu chia nhỏ, đây là mục tiêu 5. Chính là mục tiêu chia nhỏ của mục tiêu lớn. Vậy thì từ đây chúng ta chia ra thì chúng ta ra được mục tiêu. Vậy thì để đạt được mục tiêu này thì bắt đầu bằng cái việc các anh chị phải lập được một kế hoạch kinh doanh và bắt đầu chuẩn bị những nguồn lực. Vậy thì nguồn lực ấy là gì? Bắt đầu việc mà xây dựng được kế hoạch kinh doanh này, ai sẽ là người triển khai kế hoạch kinh doanh này? Thì bắt đầu chúng ta mới bàn đến cái câu chuyện mô hình tổ chức, thì nó ra được toàn bộ, đầu tiên là nó ra được quy trình. Quy trình, đây là việc mà rất nhiều các doanh nghiệp Việt Nam không bắt đầu làm từ con số này. Đây là bộ phận nhân sự. Thì chúng ta phải làm quy trình để vận hành. Sau đó chúng ta ra được mô tả
về công việc của họ ở trên cái quy trình đó, tuyển ai vào và làm gì ở trên quy trình này. Sau đó chúng ta ra được chỉ tiêu, vậy thì họ làm ở mô tả công việc này nhưng chỉ tiêu công việc của họ như thế nào gọi là đạt. Vậy thì nếu đạt hay không đạt thì chính sách cho nhân sự là gì. Sau khi ra được hệ thống chính sách thì đạt được chính sách này thì vậy thì họ có cái khung, vậy thì chúng ta định biên là cần bao nhiêu nhân sự dựa trên chỉ tiêu. Và sau đó thì chúng ta làm tiếp cái bài toán là khung năng lực. Khung năng lực. Vậy thì ở mỗi vị trí doanh nghiệp, nhân sự ở trong doanh nghiệp của các anh chị mà chúng ta không có được một cái hệ thống quy trình mô tả công việc, chỉ tiêu, chính sách, định biên là bao nhiêu và khung năng lực của nhân sự là bao nhiêu thì chúng ta sẽ vận hành trong đêm tối. Và cái này còn chưa khả thi. Nếu khả thi thì nó liên quan đến chính sách. Liệu chính sách này chúng ta có tuyển dụng được người không? Liệu rằng với khung năng lực này họ có đáp ứng được cái chỉ tiêu này không? Vậy thì những cái biến số này nó đều có cái mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Vì vậy một CEO không có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ đưa ra cái con số này một cách không mang tính thực tiễn, dẫn tới rất nhiều các chủ doanh nghiệp đến hỏi tôi rằng là em không tuyển được người, em không tuyển được người. Cuối cùng quay ra thì toàn bộ chính sách của các anh chị thì học. Thậm chí có những người mà trả lương rất cao nhưng vào họ vẫn bỏ. Bởi rất đơn giản, những cái bộ chuẩn bị, cái công cụ mô tả công việc cho đến chỉ tiêu công việc, mọi thứ đối với người lao động họ đi làm không biết thế nào là tốt, thế nào là không tốt, làm cho người đi làm họ rất là mất nhiệt. Vậy thì đây là bộ máy nhân sự. Từ đây thì nó sinh ra một cái khoản chi phí phục vụ cho nhân sự. Cái khoản chi phí thứ hai mà chúng ta mới thấy là cơ sở vật chất cộng với lại cái chi phí về công cụ dụng cụ. Thì cái chi phí công cụ dụng cụ này chính là một phần chi phí để phục vụ cho quá trình vận hành kinh doanh. Thế còn cái cơ sở vật chất này là đầu tư và chi phí này là chi phí phân bổ. Sau khi chúng ta ra được cái chi phí, tôi gọi đây là chi phí 1, đây là chi phí 2. Và sau đó chúng ta ra được cái chi phí về mặt chạy kênh. Thì cái chi phí này là chi phí 3. Và ngoài ra chúng ta còn những cái chi phí khác như là pháp lý, như là tiếp khách, vân vân, và có những cái chi phí khác thì anh chị có thể đưa vào. Như vậy là chúng ta mới thấy rằng nếu như doanh số theo năm, chúng ta lấy cái doanh số mà chúng ta trừ đi cái chi phí tất tần tật các loại chi phí. Nếu các anh chị nhập hàng thì đương nhiên có chi phí nhập hàng, nếu các anh chị sản xuất thì có chi phí sản xuất, thì nó bằng một cái khoản lợi nhuận trước thuế. Và vấn đề là lợi nhuận này có làm thỏa mãn cái lợi nhuận mà mong muốn của ông chủ hay không. Cái yếu tố thứ hai để kiểm tra xem cái tính khả thi là nhân sự này liệu có tuyển được hay không. Vấn đề khả thi thứ ba là cái lợi nhuận này có làm cho ông chủ cảm xúc hay không. Và đặc biệt một trong những cái yếu tố nữa là cần lượng vốn là bao nhiêu, bao gồm những cái chi cho cơ sở vật chất đầu tư trước hay là những cái chi phí cho quảng cáo chạy trước vân vân, thì cái đấy là cái nguồn vốn. Vậy thì ông chủ liệu có nguồn vốn hay không, và chúng ta lấy cái lợi nhuận và so sánh cái vốn thì chúng ta ra được phần trăm lợi nhuận trên vốn. Từ đây nó mới ra được thời gian thu hồi vốn. Vậy thì khi bắt đầu làm được cái công tác, hai cái công tác này, thì các anh chị mới thấy rằng là vậy chiến lược của chúng ta khả thi, mục tiêu của chúng ta cảm xúc, nguồn lực của chúng ta đáp ứng, thì đây mới là bước 1 chuẩn bị và bắt đầu chúng ta nhảy vào để vận hành nó. Vậy thì để vận hành được thì chúng ta phải làm cái gì? Trong quá trình vận hành thì trong doanh nghiệp thì CEO là người đứng đầu của hệ thống vận hành, và dưới CEO là các bộ phận. Tôi lấy ví dụ như là kinh doanh, bộ phận nhân sự, bộ phận tài chính, kế toán, vân vân. Vậy thì một CEO này, anh phải biết chính xác là chúng ta cần đo thông số gì của kinh doanh. Thế thì chúng ta cần đo thông số gì của nhân sự, chúng ta cần đo thông số gì của tài chính, kế toán. Và đặc biệt nữa là thông số nào, có 3 loại thông số. Thông số về mặt kết quả, thông số về mặt vận hành, tức là hành trình để đi đến kết quả nó phải qua bao nhiêu bước nằm trên quy trình, thì thông số về mặt vận hành. Và cuối cùng là chúng ta ra được cái, tôi xin lỗi nói đây,
chúng ta phải đo thông số gì? Thì thông thường chúng ta có hai cái thông số, một là thông số về mặt kết quả, hai là thông số về mặt vận hành. Để từng bước đi đến cái kết quả này thì cái báo cáo này nó phải có được hai cái yếu tố này. Và khi đo cái thông số này thì đặc biệt là các anh chị phải lọc ra đâu là thông số ngày, đâu là thông số tuần, đâu là thông số tháng, đâu là thông số quý và đâu là thông số năm. Và hiện nay thì một số cái doanh nghiệp thì yêu cầu báo cáo nó có quá nhiều thông số, dẫn tới anh em không làm báo cáo được. Vậy thì khi đó một CEO đẳng cấp là một CEO phải ra được cái báo cáo mẫu cho anh em. Và trên cơ sở báo cáo mẫu đó thì anh em phải làm được cái báo cáo này một cách đơn giản nhất. Thứ hai là lúc đấy chúng ta mới phân quyền để xử lý cái báo cáo. Mục tiêu của làm báo cáo là để chúng ta tìm ra bệnh của doanh nghiệp, bệnh của bộ phận này. Bệnh này là bệnh, nếu kết quả mà tốt có nghĩa là không có bệnh. Nhưng nếu kết quả mà không tốt thì bệnh nằm trong từng khâu một của quá trình vận hành. Vậy thì một CEO hay là một trưởng phòng kinh doanh phải đọc được vận hành của chúng ta, lỗi trong bộ phận kinh doanh nào ở đâu. Vậy tương tự như vậy, nhân sự cũng phải có hệ thống, hệ số đo. Giống như cơ thể con người của chúng ta thì chúng ta cũng phải đo tất cả các thông số. Nhưng 6 tháng thì kiểm tra sức khỏe một lần thì kiểm tra thông số nào. Nếu mà chúng ta đo một tuần chúng ta, thỉnh thoảng chúng ta đo huyết áp thì có thể chúng ta có thể đo hàng ngày cũng được, không sao. Nhưng một số thông số thì phải hàng tháng, thậm chí có những thông số hàng năm mới đo một lần, chứ không phải đo thường xuyên. Vậy thì giống như cơ thể thì CEO nếu biết rõ từng bộ phận của mình khỏe đến đâu thì các anh chị điều hành một doanh nghiệp này hết sức tự tin. Và chúng ta chỉ việc đọc báo cáo để tìm ra bệnh nằm ở chính xác thuộc bộ phận nào và ở công đoạn nào thì giúp cho các anh chị đưa đến cái bài toán sửa chữa. Vậy để làm được cái việc này thì CEO phải làm báo cáo mẫu cho trưởng phòng, trưởng phòng phải làm báo cáo mẫu cho nhân viên. Nhưng tất cả cái báo cáo này nó phải thể hiện được bằng con số, để mục tiêu cuối cùng là chúng ta phân tích để kiểm tra xem sức khỏe của bộ phận ấy có ổn hay không. Thì đây mới là cơ sở quan trọng nhất của một vận hành tự động. Và tất nhiên để biết khỏe hay không thì các anh chị phải có thông số kế hoạch. Và thông số kế hoạch chính là nằm ở cái phần mục tiêu và công tác để chuẩn bị, và chính là cái thông số của kế hoạch kinh doanh. Thì từ đấy các anh chị mới biết là thông số. Vậy thì hàng năm các bộ phận phải đo thông số chỉ tiêu. Tôi lấy ví dụ bộ phận nhân sự quản lý thì phải biết là em phải đăng ký được cái tỷ lệ bỏ việc là bao nhiêu phần trăm, hay là tỷ lệ cán bộ nhân viên mà đi muộn là bao nhiêu phần trăm. Tất nhiên tùy theo văn hóa của một doanh nghiệp là khác nhau, thì các anh chị đưa ra những cái tiêu chí, cái đấy gọi là bộ thông số chỉ tiêu. Và sau khi chúng ta đo cái này thì chúng ta so sánh với bộ thông số chỉ tiêu thì chúng ta biết ngay là chúng ta đang đi đúng đường ray hay là chạy đường ray. Và như vậy CEO mới biết là chính xác bộ phận nào có lỗi để chúng ta sửa. Và đây là bài toán cuối cùng, là bài toán các anh chị phải biết sửa chữa. Vậy thì sửa chữa là có, trong sửa chữa thì về căn bản các cấp trung chính là người quản lý và đào tạo về mặt chuyên môn cho anh em. Thì buộc cấp trung phải có kỹ năng đọc báo cáo để tìm ra bệnh. Sau khi đọc báo cáo tìm ra bệnh rồi thì phải biết điều chỉnh quy trình. Nếu mình sai ở mặt quy trình, nếu đúng về mặt quy trình thì chúng ta phải biết đào tạo anh em. Nhưng nếu đào tạo anh em mà ví dụ đào tạo 10 anh em mà 10 anh em ngu cả thì chắc chắn trưởng phòng này đào tạo ngu. Nhưng mà nếu đào tạo 10 người mà có 7 người thông minh thì rõ ràng sẽ có 3 người không ổn. Vậy thì 3 người đó chúng ta phải có cái giải pháp nhất định. Thế còn đây là giải pháp đào tạo. Giải pháp nữa là giải pháp về cái kỹ năng họp, kỹ năng tạo động lực. Vì bộ phận chuẩn bị của chúng ta làm tốt về mặt chính sách, phù hợp với mặt thị trường rồi, thì việc còn lại chúng ta chỉ cần tạo động lực cho họ thôi và đào tạo họ để họ có cái công cụ chuẩn, cái khung năng lực để họ làm việc tốt. Như vậy về mặt cấp trung các anh chị phải làm được cái này. Đối với sửa chữa là về mặt CEO, chính là cái người mà quản lý anh cấp trung này thì phải đánh giá thông qua kết quả của anh cấp trung để cũng có chính sách đào tạo, cũng có chính sách để tạo động lực cho cấp trung làm việc. Hoặc nếu cấp trung không làm được việc mà sau quá trình đào tạo thì chúng ta phải gì, thay cấp trung. Nhưng nếu ông CEO này đào tạo cấp trung hoài mà nó vẫn ngu thì chắc chắn rằng ông CEO này không có khả năng đào tạo. Mà không có khả năng đào tạo thì anh có thể sử dụng nguồn lực bên ngoài để mời đơn vị bên ngoài về đào tạo, và nó sát với cái mong muốn của CEO. Cho nên rất rõ bài toán đặt ra ở đây
Nếu như chúng ta làm hết bằng này thứ và sau khi sửa chữa thì chúng ta tiếp tục đo với lại mục tiêu thì chúng ta lại đánh giá được một vòng. Và nếu giống như cơ thể con người mà chúng ta liên tục đo, liên tục đặt ra mục tiêu, kiểm tra, đo và sửa chữa các thông số thì dần dần cơ thể chúng ta sẽ trở nên vô cùng khỏe mạnh. Và bài toán lúc bấy giờ thì ông CEO này hết sức nhàn, bởi vì ông chỉ cần biết cách lập báo cáo mẫu cho anh em, đọc báo cáo, phân tích nguyên nhân và gì dí cho ông cấp trung để ông cấp trung làm. Còn ông cấp trung phải có trách nhiệm này, dí nhân viên để nhân viên làm. Và chúng ta đều có cái chỉ tiêu và trả lương chính sách một cách khoa học. Vậy thì bản chất của một ông CEO là chính là cái ông tạo ra sân chơi, tạo ra luật chơi, mà luật chơi này minh bạch và tất cả chúng ta đều phải chơi trên cái luật chơi này. Và tất nhiên luật chơi này phải phù hợp với nhu cầu của người lao động, tức là họ đi làm và có thu nhập chính đáng bằng đúng năng lực của họ, họ có một môi trường tuyệt vời để làm việc, họ có động lực để làm việc và họ ngu đâu thì đã có backup ở phía đằng sau hỗ trợ họ. Thì như vậy chúng ta mới tạo ra một hệ thống tự động và bền vững. Vậy thì đối với CEO, nếu như các anh chị có đầy đủ các kiến thức này thì chúng ta sẽ vận hành một doanh nghiệp một cách dễ dàng. Và đây là những căn bệnh căn bản mà các CEO gặp phải, bởi vì nếu họ không xây dựng hệ thống như thế nào thì dẫn tới CEO sẽ chuyên đi giải quyết sự vụ bởi không phân quyền. Đây là căn bệnh của những CEO gia đình, tức là hai tay hai máy điện thoại, tương gọi là hai súng, thường xuyên phải nghe liên tục và họ cảm thấy vô cùng tự hào về việc họ rất là bận rộn nhưng mà không tạo ra giá trị. Cái câu chuyện thứ hai là không xây dựng được hệ thống này thì dẫn tới hệ thống nhân sự bỏ việc liên tục và họ lùng nhùng trong cái đống bùn đấy. Nếu như tăng lương thì doanh nghiệp lỗ, mà hạ lương thì anh em bỏ việc, họ cứ lùng nhùng trong một cái đống như vậy. Và đây chính là bài toán mà chúng ta cần phải chuẩn bị từ đầu đến cuối. Nếu CEO mà chuẩn bị được hết như thế này thì tôi tin chắc là doanh nghiệp của các anh chị từng bước sẽ phát triển và bền vững. Chúc cho các anh chị thành công. Và tôi hy vọng rằng những cái khóa CEO quản trị sẽ mang lại giá trị thật sự cho các anh chị bằng tất cả kinh nghiệm của tôi. Tôi cũng không giấu nghề để mang lại cho các anh chị những cái giá trị vận hành làm sao cuộc sống hạnh phúc và doanh nghiệp quản trị luôn khỏe mạnh và có thời gian để chăm sóc các mối quan hệ, chăm sóc cũng là gia đình và nhận được cuộc sống thanh thản hơn. Xin cảm ơn.